Những ngày vừa qua nhiều người đã nhận được cuộc gọi lừa đảo khóa thuê bao điện thoại trong vòng 2 tiếng nữa, dù số điện thoại đã được đăng ký chính chủ hay là chuẩn hóa thông tin thuê bao. Và tất nhiên, đây lại là một chiêu thức mới của các đối tượng lừa đảo và vẫn có những người dân bị dính bẫy. Cụ thể những ngày gần đây nhiều người dùng điện thoại di động liên tục nhận được cuộc gọi mạo danh cơ quan quản lý nhà nước hoặc nhà mạng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân phục vụ chuẩn hóa thông tin thuê bao nếu không sẽ khóa máy. Đa số người dùng cho biết người gọi xưng là người của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc là Cục Viễn thông. Thông báo số điện thoại của họ sẽ bị khóa 2 chiều trong 2 tiếng nữa nếu không bấm phím 2 và khai báo thông tin để chuẩn hóa dữ liệu thuê bao. Hình thức lừa đảo khóa thuê bao điện thoại để thu thập thông tin của người dùng không mới từng được Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo. Nhưng mà đáng lưu tâm là trong khoảng một tháng trở lại đây, các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai đợt chuẩn hóa thông tin thuê bao và hình thức lừa đảo này lại bắt đầu tái diễn. theo trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam sau khi người dùng cung cấp những thông tin cá nhân cho đối tượng mạo danh thì chúng sẽ bắt đầu hướng dẫn người dùng thực hiện một số bước để chiếm đoạt quyền của cuộc gọi và các đối tượng sẽ đăng nhập ứng dụng ví điện tử các tài khoản mạng xã hội kiểm soát chiếm đoạt tiền trong ví điện tử tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để trục lợi và chiếm đoạt